mà mọi người đứng là đọc kinh không? Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Hôm nay cha nhắc lại với anh chị em là vì 6 người bệnh đó, rồi chúng ta đã vô vòng 1 nha. Rồi chúng ta trở về đây, trưa nay chúng ta trở về đây để cha khám xong rồi trở về đây để cha định bệnh cho một lần. Và cha mới định là một cái ngày đi bệnh viện Hòa Hảo. Khi đi khám như vậy thì bệnh nhân không có phải thắc mắc tôi hết bao nhiêu, tôi còn bao nhiêu, tôi khỏe bao nhiêu, tôi được bao nhiêu. Và bệnh nhân không giống như là những bệnh nhân khác khám xong rồi là cảm thấy mình không biết gì hết hay là còn ở đâu, tự nhiên hốt chạy ra chỗ khác. Cái đó là cái dở lắm nha. Rút kinh nghiệm chưa? Những người cũ rút kinh nghiệm người mới. Khi mà bác sĩ Tây Y là họ khám là họ không có trị bệnh nan y, cho nên khi họ đụng vào những ca bệnh này họ không biết được chữa như thế nào. Cho nên mình nhờ Tây Y, họ có máy móc, họ điều khiển, họ diệt xét cho mình thôi. Còn cái hết bệnh hay còn bệnh, về đây ban viện chẩn người ta sẽ quyết định cho mình hết hay không hết. Chứ còn bác sĩ trên đó không quyết cho mình được. Bác sĩ chỉ cần kết luận với ông thầy là đủ rồi. Còn khi trở về đây đó là ban viện chẩn sẽ duyệt cho mình, là mình tự mình sẽ có kết quả hết hay không. Tại vì khi ban viện chẩn ta duyệt cho mình là ta chịu trách nhiệm để duyệt xét cho mình, cho nên mình không phải lo lắng gì cả. Đừng giống như đợt rồi đi lên tới Hòa Hảo khám rồi chưa có biết ướt giác gì hết, tự động hốt chạy qua bên kia rồi đi tiêu vậy, rồi là có một ca là như vậy. Lên tới Hòa Hảo khám bệnh xong rồi bác sĩ Hòa Hảo nói là bây giờ bệnh này phải nhập viện liền, mà cuối cùng đâu có bệnh đâu nhập. Đó. Cuối cùng cũng hốt chạy qua bên kia cuối cùng đứt bỏng rồi nha. Vậy thì cha dặn nha, tất cả mọi người đi khám bệnh chứ không phải là đi hết bệnh. Mình đi khám à, ở đây là mình đi khám, đi check lại, đi kiểm tra lại, thì mình đâu có hết bệnh đâu mà mình đi kiểm tra rằng nó chưa hết thì còn mình đang điều trị bệnh mà thì mình đi kiểm tra thì còn bệnh thì mình mừng chứ, mình điều trị tiếp. Mà hết bệnh thì ở đây người ta cấp giấy phép cho mình, rồi khi mình về đó mình đi xét, lúc đó mình không tin được, mình đi xét. Cho nên nơi này đấy là nơi quyết định cho mình còn bệnh hay là hết bệnh, chứ không phải mình đi lên dòng một mình đi lên Trà Vinh cái về mình quyết định mình chưa hết mình hốt mỏ chạy đi khác. Cái đó là không hay, cái đó không hiểu, không hiểu biết gì hết nha. Đó là cha nhắc nhở mọi người cố gắng vậy. Rồi phần thứ hai thì cha nhắc những người còn lại phải ráng cố gắng hết sức để mà giữ mình nha. Bởi vì cái nơi này nhận bệnh rất là khó,
mà chữa bệnh rất là hay. Nhận bệnh thì rất là khó, mà chữa bệnh thì rất là hay. Mà thông thường thì chú Năm là ông đại diện cho chính quyền ấp mình, ông cũng từng đó là nhận định ở đây là chữa bệnh. Giống như là đại khái như chữa bệnh có trách nhiệm đó chú Năm ấy. Đại khái là ông nói hay dở, nói chữa bệnh có trách nhiệm nhỉ. Thì đương nhiên cái người có trách nhiệm thì người ta phải nuôi con khôn lớn thành người chứ. Phải không? Có trách nhiệm thì phải nuôi con khôn lớn thành người. Nó là như vậy. Ngày hôm qua có một người đến đây thăm cha, một phái đoàn đến đây thăm cha của bác Phú hả? Bà đó bà hỏi cha, cha có cái cách nào mà cha cho không mà cha không có lấy tiền, làm sao mà cha có tiền? Thì cha trả lời với bà, cha không biết được trả lời, cha không biết được trả lời, cha trả lời đại, không biết trúng hay không. Cha nói là giờ thí dụ như bà có 4 đứa con với bà là 5 năm, mà chiều nay có 2 lon gạo thôi, mà mỗi đứa là ăn nửa lon đó, thì 4 đứa ăn đứt 2 lon rồi, mà lòi ra bà có 5 đứa thì bà tính sao? Bây giờ bà muốn cho 4 đứa đó, 4 đứa đó với bà no hết, thì hãy 5 đứa này ăn 2 lon không đủ, ăn 2 lon rưỡi mới đủ, mà có 2 lon là ăn thiếu. Vậy thì giờ bà muốn cho con bà no thì bà phải làm sao? Nhìn đói. À, bà phải nhịn, đặng 4 đứa kia đang ăn được 2 lon thấy không? Bà hỏi cha làm sao, sao có tiền lo thì cha nói vậy đó. Cha phải nhịn. Đáng lẽ là cha phải có một số nhu cầu cần thiết cho cha, nhưng mà tất cả cha nhịn hết. Cha nói với bà vậy đó, để dành lại cái số tiền đó nuôi dân. Mà quả thật cha nhịn mới có tiền được. Thí dụ như bây giờ cha bước ra đây lên Trà Vinh đó, thì đây lên Trà Vinh đi về là khoảng 2 triệu đồng đó được. Thì cha đi xe hết 500 ngàn rồi, phải không nào? Rồi vô quán cà phê uống nước, rồi vô quán khách sạn Cửu Long rồi nữa, 1 triệu rưỡi, 2 triệu rồi về nhà thấy chú Năm thấy nuôi điện nước được tháng rồi không? Ví dụ vậy. Chưa nói là mỗi ngày cha có một chồng rượu, chưa nói là mỗi ngày cha có những cái nhóm khách này khách nọ khách kia, rồi thịt chó thịt mèo thịt heo thịt dê, rồi cừu ngọc, rồi tét cô tô cua. Nếu mà cha sống như thế thì mọi người có được no không? Mọi người sẽ đói nha, mọi người sẽ... Cho nên cha trả lời với bà kia là do vậy đó, do vậy là cha không ăn chơi, cha hãy dành lại hết những cái khoản mà chi tiêu của cha dành cho bà con nghèo, bà con bệnh. Do vậy mà những ai mà đến đây khám bệnh mà không phải trả tiền thì không có ngại ngùng nha. Kể cả những người đang nằm ở đây mà thấy cảm thấy hao tiền tốn của không được ngại ngùng nữa. Bởi vì cái của đó là của cha. Cái phần đó là phần của cha đã nhường lại cho những người bệnh rồi. Cho nên mình không phải lo lắng gì nữa nha. Không có hoàn toàn mà không lo lắng. Giống như là cha mình nuôi mình có lo không? Cha đẻ mình ra, ông cha đẻ ra mình đó rồi ông lo cho mình có thấy mình đau lòng không? Hả? Thấy bình thường, đẻ tôi không phải nuôi tôi chứ, không nè. Thì đó, như vậy đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì do vậy mà cha trả lời cho bà kia đây, bà lỡ đau lòng, bà thấy mình tốn tiền tốn bạc quá trời. Đó là cái phần mà cha đã nói nãy giờ rồi ha. Bây giờ cha giới thiệu với mọi người, thì ở đây thì anh chị em biết là sáng giờ mình chờ chú Năm với lệ chính, mà điện thoại cha không có tiền, cho nên cha không có khách nào cho điện được hết á. Điện thoại cha không bao giờ có tiền, mà hãy điện là điện bằng FaceTime. Sẵn ra cha nói luôn, nếu mà cha nạp tiền điện thoại này là một tháng ít nhất là phải 2-3 triệu. Mà như vậy 2-3 triệu là cha đã đủ đóng tiền điện, tiền nước, ví dụ vậy. Thật sự ra cha không có nạp tiền điện thoại bao giờ hết, mà ai nạp cho cha cũng không chịu luôn. Bởi vì là ăn quen mà nhịn không? Không quen. Thấy ai nạp cho rồi mình bóc mình gọi người khác rồi, tới chừng hết tiền gọi nó bực mình lắm. Thà là dẹp luôn. Cho nên cha không thích ai rồi gửi tiền điện thoại cho cha. Cha nói ra là thực tế là như vậy nha. Cho nên con không có mời chú Năm như là anh Chính sớm được. Mà con biết đón thế nào ra bị chiến ngủ không mà. Chiến ngủ không? Nên xin giới thiệu với anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp nhận một
thầy hiện trận mới đó là thầy Peter giỏi di tiến. Xin mời thầy đứng lên. À, trong này có các thầy ở đây thì cha đã đào tạo tất cả những người này cách đây là 6 từ năm 2014. Cha đã đào tạo 6 vị này từ năm 2014 nay là 2018, tức là gần 5 năm rồi. Thì khi cha đào tạo quá trình chữa bệnh nan y chứ không có ung thư, tất cả các bệnh nan y, thì trong quá trình cha đào tạo thì cha lại đào tạo cây thuốc, rồi sau đó cha gửi các thầy này đi học hết. Thì hiện giờ là các thầy đều có tay nghề hết, ai cũng có tay nghề. Anh chị em muốn coi bằng cấp không? Cha nói gì đủ tin chưa? Đủ tin rồi ha, phải khỏi coi bằng cấp ha, bởi vì không có bằng cấp cũng dám mặc áo. À, không có bằng cấp không dám mặc áo giáp, bằng giáp bị quýnh chết để là áo giáp không à. Cho nên là khi đã có áo giáp rồi thì đương nhiên là phải có cầu dây, có ga lông nha. Thì cha đã đào tạo các vị này từ năm 2014. Tháng 10 năm 2014 là cha bắt đầu chương trình đào tạo từ xa, đào tạo cho tới giờ này. Trong quá trình cha đào tạo xong thì gửi đi lấy bằng cấp hết. Thì tất cả các vị này đều có bằng cấp, hiện giờ đang xuất hiện trước anh chị em. Thì trong đó thì có anh Chính với chú Năm là những người đã từng ký xác nhận cho các bệnh nhân ở đây. Thì cũng như từ sau chú Năm sẽ ký cho 6, từ sau là sẽ ký cho 6 vị này nữa. Thì 5 vị này thì anh chị em quen rồi, thế này thầy Thanh trước đây là do bởi là thiếu thầy cho nên có mình thầy Thanh điều trị thôi. Còn bây giờ thầy Tâm là bằng cấp mới vừa lấy về tháng 10, rồi thầy Tiến mới lấy cái đây, rồi thầy Năm, rồi thầy Hạnh, rồi thầy Tiến, rồi tất cả những người này đều có bản lĩnh để cứu mạng mình chị. Cha nói câu nói quan trọng đó là đều có bản lĩnh để cứu mạng mình chị hết. Vậy thì anh chị em phải xác tín, phải xác tín để họ cứu mạng mình nha. Hôm nay thì ít vậy thôi, nhưng mà mai mốt thì đông nữa, nhưng mà cái đông nữa là phải có người dẫn về, chứ còn bình thường mà tự vô đây về là cha không dẫn đâu. Tại vì các vị này họ chữa bệnh họ không có phải thiếu nợ mình, cho nên họ chữa bệnh họ không muốn để họ gặp khó. Hiện nay họ chữa bệnh họ có bằng cấp, họ có tay nghề hết, cho nên họ không mình bị gặp khó nha. Bây giờ anh chị em thấy mình thêm một thầy nữa thấy có vui không? Vui. Hả? Vậy ai có niềm vui gì xin chia sẻ vài câu coi. Ai có niềm vui gì không? Tự đáy lòng mình nói thôi. Tự đáy lòng mình nói thôi, giờ cha không biết kêu ai, tự ai muốn nói gì đó đâu. Xin mời anh Thu. Thứ nhất thì con xin tặng Chúa cũng như là cha và các thầy trong ban giám trận cũng như là các bác các chú ở trong Hội Chữ Thập Đỏ và địa phương, thì con xin đem lại cho tất cả bệnh nhân ở trong nằm ở trong khu vực của cha chữa bệnh. Thì con xin nghĩ là cha nói từ nãy giờ thì đều được cả thôi. Con thấy là các thầy cũng có qua trong lớp, chứ không phải là đương nhiên mình dám mặc những cái áo của thầy thuốc, cũng như là chúng con cũng là tự tin góc độ là tinh thần của cha cũng như các thầy. Mà thứ nhất là cha là từ đã rất lâu rồi, theo con nghĩ thì cha là rất lâu rồi nghiên cứu và nghĩ ra góc độ là cái phác đồ chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư như hiện tại đến bây giờ. Chứ còn các thầy cũng vậy, các thầy thì là phía dưới nhưng mà dẫu gì thì gì các thầy cũng rất là nhiệt tình, còn hơn các bác sĩ ở các bệnh viện lớn cũng như nhỏ hiện tại ở xã hội Việt Nam hiện tại là các bác sĩ là các thầy rất là tận tâm và thương yêu, mà thực sự đối xử với bệnh nhân như con trong nhà cả. Thì vậy đến cái này thì con xin thay mặt tất cả mọi người là xin cảm ơn cha đã được ơn Chúa cũng như là cha mở rộng vòng tay cho chúng con được vào đây được chữa bệnh. Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn tất cả. Anh Thu tỉnh nào cho quên. Anh Thu nói chuyện hay quá, là bởi vì
con của anh là cảnh sát biên phòng gì đó ở Bình Phước, cho nên ảnh là cán bộ cấp cao rồi. Cho nên ảnh nói chuyện ảnh định mình nghe cũng hay lắm không? Nó nói cho vui nha. Nói cho vui chứ anh Thua nói bằng lòng thành thôi. Có một cái ý kiến mà tới hôm nay không ấy ráng lóng tai nghe là chú Năm, chút nữa chú Năm xem. Chú Năm ở trên tinh thần là chú Năm là một người cha lớn trong này nha. Tại vì con gọi bằng chú Năm thì mọi người là phải là chú hết rồi. Chút nữa chú sẽ dạy dỗ lại cho ban dưỡng chẳng một bài mà chú Năm. Cũng như là hôm đó nay chú Năm không, bữa nay chú phải dạy luôn những người này. Tại vì bữa nay mình ra mắt Tiến này, chú sẽ dạy luôn tất cả những người này là còn. Chú Năm đã dạy dỗ những người này nhiều rồi, nhưng hôm nay chú Năm sẽ dạy tất cả những người này. Bây giờ Năm thầy thuốc đã quen rồi thì có ý kiến gì không? Mà nếu không thì mời thầy Tiến. Thầy Tiến đáp lại cái tấm thành tình của các bệnh nhân. Kính chào cha Phi Hương. Kính chào chú Năm. Kính chào bác Chính. Hôm nay thì con được như ngày hôm nay thì là con rất cảm ơn cha đã đào tạo con từ 2014 tới giờ. Thì vừa rồi thì con mới lấy bằng. Thì giờ là bây giờ con đã có tay nghề để mà giúp đỡ các bệnh nhân. Bây giờ thì ngoài thầy Thanh thì giờ con phụ trách thì cũng điều trị trực tiếp. Thì con sẽ tận lực để mà giúp các bệnh nhân đang yên mau khỏi bệnh. Con có mấy nhiêu lời là thôi dễ thôi. Rất mà nói gì nhiều không? Thầy Tường mới nói nhiều. Còn thầy thuốc chỉ nói ba con được rồi. Bây giờ xin mời anh Chính bước một anh dạy dỗ ba người chẳng gì đây các hả? Bởi vì anh là ship bên Hội Chữ Thập Đỏ. Kính thưa cha Phê Rô, kính thưa các ba người chẳng, kính thưa các bệnh nhân qua bộ khai tiếng này. Cha nói vậy mà cũng không biết làm sao mình dạy dỗ biết chẳng, thì mình cũng đâu có làm thầy làm gì được. Bây giờ khuyên cho ba người chẳng lo lắng cho bệnh nhân nhiệt tình thôi chứ cho mình dạy dỗ. Cũng cầu chúc cho sáu bệnh nhân sắp tuần sau sắp ra viện, cầu xin Chúa ban ơn cho sáu bệnh nhân đi khám hai lần cho được phát tâm. Là còn các bệnh nhân còn lại thì cũng cầu xin Chúa ban ơn tiểu thầy thầy thuốc thằng mau xuất viện về trở về nhà với gia đình. Xin hết. Cảm ơn. Cuối cùng thì con xin mời chú Năm thay mặt cho tất cả mọi người ở đây ở trong cái khu vực này để dạy dỗ ba người chẳng. Thưa Linh Lục, thưa Diễn Tường, kính chào các bệnh nhân. Cái lời này cũng như anh Chính Diệu nói, biết dạy gì đây, biết kêu gì đây đối với lời tôi các thầy. Mà tôi vẫn có một cái phát biểu một câu thôi. Tức là câu đó thì thường thì từ xưa giờ nói, tức là lương y là như từng ổn. Hay quá. Thôi vậy là tôi kêu luôn là các thầy đây. Thì phát huy là mấy tháng nay thì coi như là tức là bệnh viện là coi như là các bệnh nhân bệnh viện đã chạy rồi mà về đây coi như là mấy ca đã ra rồi. Thì đó là nhờ ai? Nhờ các thầy tận tình. Mặc dù tay nghề là coi như là các thầy đang phải bác sĩ, chưa đây bác sĩ nè, phải không? Còn những bệnh viện tiến trên, tiến sĩ, hạc sĩ, bác sĩ vẫn là trị không nổi. Mà về đây là tay nghề này rõ ràng có bằng cấp, không phải chưa được bác sĩ đâu, mà tận tình. Mà về tinh thần nữa, tôi thấy những cái tôi đến đây khoảng 4 tháng mấy năm tháng rồi, chở bài thả ra ngày nào cũng ở ngoài này theo dõi, tức là coi như nhiệt tình, các thầy nhiệt tình. Từ bây giờ là coi như là thầy Tiến
dặn dò từng bệnh nhân phát độ trị bệnh ấy, chứ là coi như bác sĩ thì coi như là các là cô bác biết rồi, bác sĩ chỉ là khám rồi bắt đầu là về mình muốn ăn gì mình ăn, tùy mình chết vô nước biển rồi thì về nhà mình là nằm đó mình muốn làm gì làm. Còn nếu là mình mệt thì mình kêu là điều dưỡng dậy á, cứ như hồi nãy tôi nói đó thì có khó khăn lắm mà rõ ràng là nhiệt tình. Rồi bây giờ lên ngục cũng nói bằng đi ngủ cũng được, đi tới thì lui không bệnh mình đó, đi ngủ mấy tiếng ngủ khoan tôi chú Năm em, một đêm tôi ngủ khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ đó. Rồi tới là nghiên cứu sáng ngày thì vậy đâu, bắt đầu đi là chăm từng cái thuốc đó, để có thuốc trị bệnh. Còn các thầy tôi nói lần nữa thì bây giờ tôi cũng phát huy đến là thầy rồi, ráng cố gắng nhiệt tình từ tay nghề mình, không phải tôi nói bác sĩ mà tay nghề là khó đó, tức là hơn bác sĩ mình nói là bác phát huy nãy tôi nói không phải bác sĩ mà hơn bác sĩ rồi. Bác sĩ trị bệnh ung thư không được, các thầy trị được rồi thì ráng cố gắng tìm tòi học nữa, nghiên cứu nữa, nghiên cứu là coi như là sau này cũng như là các bệnh nhân đặt thì cái nguyên tắc của là coi như là cho tường ra thì nó rất đúng, tôi cũng phát huy đó. Nếu bây giờ nếu là cái xã láng này thì một ngày là tiếp nhận trên dưới khoảng 50 bệnh nhân, đúng lần sau là coi như là vô đây lần sau nữa, mà trong kia là nhà nước ta không cho phép chuyện đó nữa, thấy không? Vô tụ tập quá đại đông rồi, bây giờ là nhà đâu ở không đâu ở thì có một số bác nói này, hiền cho tường tại sao bây giờ là để cái bản ngoài là coi như yêu thương cho không, mà tại sao không nhận bệnh mà nhận kiểu này sao nhận, chính bản thân tôi cũng thấy nhận được, thì có bác đồng ý đúng không? Ví dụ mà chúng ta bắt đầu đó không ra cái điều đó thì bây giờ là coi như là ai cũng bệnh cũng lại đây mà phức tạp nữa. Có một bệnh nhân hỏi coi như giả bộ giả vô đó, tức là cái hồ sơ giả người thái giả vô đây, ví dụ bây giờ cái hồ sơ đó đã không phải hồ sơ phải hồ sơ giả đâu, giấy ra là diện là rồi làm tính mà vô đây một lần bắt đầu cái có gì bắt đầu nằm giả đây biểu lời ta tưởng cái bồi thường vậy đó, thì nó có cái đồ nó vậy, thấy không? Thì cái chuyện đó thì hết sức cực kỳ khó khăn. Nhiều một lần nữa thì thôi đi, chúc là coi như là các thầy ráng cố gắng nha, nhưng tình còn dài dài nữa. Những cái ca phức tạp hơn mà nếu là tiện hết bệnh thì điều đó tôi rõ ràng là xã hội là dần dần tin tưởng. Mà nhìn tôi nói ở địa phương này mà ca bệnh của là em tôi là Minh Vàng đâu đó, Minh Vàng đó. Mà hết bệnh rõ ràng rồi, những cái này chúng ta mới tin tưởng nhiều hơn. Thôi một lời nữa là bắt tay bác sĩ mới anh. Thôi cố gắng nha, tôi tiến là tôi dừng thôi. Thôi thầy Phương. Rồi chúng con cảm ơn chú Năm rất là nhiều. Một lần nữa rồi cảm ơn và là chúc là coi như là linh mục tượng khỏe, đập tay và hổng quên chú đập trai á, chú Năm nhắn nhủ hai điều rất là gần gũi. Tuy rằng là chúng ta để ý nghe, chúng ta mới thấy rất là sâu sắc. Câu đầu tiên là cầu chúc cho các thầy lương y như từ mẫu. Thì câu thứ hai là chúc cho tất cả mọi người phải tự tin ở đây. Tại vì chú Năm đã từng dự ở đây là 6 tháng rồi. Đã từng đến đây 5-6 tháng rồi. Chú Năm đã biết rõ cái tài nghề của các thầy ở đây. Và chú Năm đã từng ký xác nhận cho nhiều ca ra viện dữ. Ít nhất là ký được 3 lần cả chục ca. Và chú Nhật này ký 6 ca, 16 ca rồi. Cho nên là chú Năm đã xác tính như vậy. Rồi anh Chính cũng đã xác tính như vậy. Thôi thì cuối cùng cha cũng chúc các bệnh nhân hãy nghe theo phác đồ, hãy nghe theo phác đồ. Bởi vì khi mình đến đây rồi thì phác đồ này mới quan trọng, phác đồ này mới cứu lại. Và cha cũng cầu chúc cho các thầy thuốc, nếu cha có ra đi thì các thầy thuốc hãy cố gắng ở lại, hãy cố gắng ở lại cứu chữa cho các bệnh nhân. Thì cha đâu có biết cha ra đi ngày nào, đúng không? Đâu có biết cha ra đi ngày nào, cha đã từng bị đuối được mà. Thì cha đã từng chết được rồi, có lần cha chết nửa tiếng hồ rồi, thử ra giờ cha chết luôn rồi đâu có gì đâu khó đó nè. Vậy thì mọi người hãy cố gắng nha, mọi người hãy cùng nhau để mà gắn bó với các thầy thuốc để cứu chữa mình cho nó tốt lành. Cuối cùng con cảm ơn chú Năm, cảm ơn Chính, cảm ơn ban diện trận, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta hãy theo chân các thầy để khám bệnh. Còn
6 bệnh nhân còn lại thì bữa nay đợi ở đây đến 9 giờ xe tới đi với mấy thầy, rồi về mấy thầy khám sau. Bây giờ mấy thầy sẽ khám các bệnh nhân khi trước nha, để về kịp thuốc uống nha. Rồi điều quan trọng là ăn cháo nano có nghĩa là cháo lỏng nha. Ai mà cứ nghe lời ban hiệu trưởng ăn cháo lỏng thì nó lẹ thôi, còn ăn cháo đặc thì nó chậm chậm mà có khi nó không hết. Cứ ăn cháo nano thì sẽ hết bệnh. Điện đốm quạt quẹn nó cứ sắc thì sợ hết điện, điện ai trả nó mới mình trả nha. Nghe lời cha dặn như vậy để mình mau hết bệnh, mình về quê hương nha. Cuối cùng cho một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn. Thôi chúng ta xin chào nhé. Chào bạn hiện trạng chúng ta. Trong lệ sầu sẽ gật trong vui sướng.